Xin chào các anh chị các bạn xem kênh của Hiền Toyota. Mình là Sơn ạ. Vâng, đây là một chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động đời 2014, Odo đi được 120.000 km. Xe này biển số thành phố các bạn nhé. Một chiếc xe màu xám lông chuộc khá là đẹp. Vâng, mời các chị bạn xem chi tiết chiếc xe này nhé. Ok, một chiếc xe là khá là đẹp các chị bạn ạ. Vâng. Đấy, màu xám lông chuột Fortuner 2014 máy xăng tự động một cầu. Đấy. Giá bán là 580 triệu các bạn nhé, 580 triệu. Đấy. Xe còn khá là đẹp. 2014 thì nó được 8 năm tuổi rồi, 7 năm mấy rồi, hơn 7 năm rồi, chưa được 8 năm. Vâng. Khá là đẹp các bạn nhé. Cái sơn zin này còn tầm độ khoảng 86-87%. Đấy, 85 đến 87%. Đó. Anh chị các bạn nào đang tìm cái dòng xe mà Fortuner máy xăng mà giá mềm mềm như này á thì hãy đến Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức coi xe đi thử xe và thương lượng giá nhé. Anh chị các bạn xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Xin cảm ơn các chị bạn ạ. Vâng. Xe thì màu xám lông chuột, biển số thành phố. Các chị các bạn nào ở thành phố thì không mất 20 triệu tiền biển nhé. Đấy, đèn đóm đây các bạn ạ. Vẫn còn sáng choang à. Giải ga lăng này. Đấy, mạ chrome này. Rất đẹp. Đó. Vẫn còn liên lạc các bạn nhé. Xe đây. Vỏ thì đã thay năm 2020. Cho nên là vẫn còn rất là cao. Đấy, vẫn rất là dày. Cho nên là mình chưa phải nghĩ đến cái chuyện là phải thay vỏ đấy các bạn nhé. Đấy, xe thì đã xi dán phim cách nhiệt này. Rồi đấy, ghế da thì ghế da nguyên bản màu kem. Đấy. Nó không có cái gãy gập, không có rách rách gì mấy đâu các bạn nhé. Chỉ hơi dạn dạn này. Đấy, xe 7 năm mấy tuổi mà. Đây. Cái táp bi ở bên phụ này các bạn này. Đó. Đây, táp lô đây. Đó, màn hình thì zin theo xe đây. Đấy. Đây, số tự động đây các bạn này. Đó. Đây, mời các chị bạn xem cái vô lăng này. Đấy, vô lăng đây. Đó. Không có mòn mấy đâu các bạn nhé. Odo là 129.000 km. Vâng. Đấy. Táp lô các thứ để mọi thứ nó vẫn còn rất là đấy. Đây thì đương nhiên đây, ốc cánh cửa đây các bạn này, chưa có dấu hiệu gì là vặn ra các bạn nhé, chưa tháo ra lần nào hết. Vâng, cho nên là nói chung là xe này á không mất một chi ly chỉ nào đâu. Vâng. Bên mình vẫn cam kết xe không tấn đụng, không ngập nước, máy móc zin các bạn nhé. Đây, đây cái vân này, cái vân ở trên táp bi cửa bên tài này các bạn này. Đấy. Vẫn còn khá là đẹp. 7 năm mấy, gần 8 năm tuổi rồi nhưng vẫn còn rất ok các bạn nhé. Trần thì dán ni lông này. Đấy. Đây các chị bạn xem hàng ghế thứ hai này. Đấy, ghế da zin nguyên bản. Đấy. Còn rất là ok các bạn ạ. Đó. Xe này 2014 thì hết vay ngân hàng rồi các bạn nhé. Vâng, xe này chỉ có trả thẳng thôi. Đó. Năm trăm tám mươi triệu các bạn nhé. 580 triệu. Vâng, trả thẳng. Đó. Đây, đằng sau đây các bạn này. Đây, mời các bạn xem này. Đó, đây ốc cốp sau này. Đấy. Đây, định tán này. Đó. Đấy, nói chung là keo chỉ thì không mất một ly nào cả. Đó. Đây, mâm sau đây các bạn này. Đấy, mâm sau đây. Không có chảy chụa gì đấy anh em ơi. Đó, vỏ sau đây còn rất là cao nhá. Mỏng dè đấy các bạn này. Đấy. Xe bên mình bán, bên mình qua bao quay đầu nhá. Chứ các bạn là đi một vài năm lên đời bán lại cho bên mình
bên mình sẽ mua lại bao quay đầu, bao với cái giá ok nhất như bạn nhé. Đấy. Đây, lốp cánh cửa này bên bên phụ đấy các bạn này. Các bạn nhìn kỹ nha, không có dấu vết gì là mở ra các bạn nhé. Đó. Đây, ghế này. Đó. Đây, cần số đây. 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 Tắt đi cửa này. Bên phụ này. Đó. Nói chung là còn rất là liền lạc các bạn nhé. Đấy. Đây, mời các chị bạn xem cái khoang động cơ này. Đây, khung xương đây. Đó. Ốc cabo đây các bạn này. Đó, cabo đó. Đây, keo chỉ đây các bạn này. Lỗ tròn này. Vẫn còn rất là tròn, rất là ok. Đó, đây, ốc cabo đây, bên này này. Khung xương đây. Lỗ tròn này các bạn này. Đấy. Nói chung là xe bên mình là xe này là bao không cấn đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin. Đấy, anh chị các bạn yên tâm nhé. Ok, một chiếc xe Fortuner 2.7V, máy xăng một cầu số tự động, đời 2014, đi được 128.000 km, giá bán là 580 triệu các bạn nhé. Xe một chiếc xe màu xám lông chuột, khá là đẹp. Đấy, gia đình đi kỹ vẫn giữ được, mặc dù mới đi đã đi được gần 8 năm tuổi rồi. Đấy. Giá 580 triệu thì vẫn còn thương lượng đôi chút. Các chị bạn có thể ghé showroom Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, xem xe đi thử xe và thương lượng giá nhé. Hoặc là điện thoại cho mình ở những số điện thoại trên màn hình nhé. Các chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào ạ.